Trời đất ơi, tôi nấu nãy giờ chắc cũng hơn nửa tiếng rồi mà không hiểu sao cái sô-cô-la nó không có chảy ra như nước. Cái sô-cô-la này là lần trước tôi làm mà tôi nhúng trái dâu, mọi người nhớ không? Mà sao cái lần này tôi nấu nó không ra nữa, hay là tại vì tôi bỏ trong tủ lạnh tôi nấu xong cái còn dư tôi bỏ tủ lạnh không có đem ra nấu, nấu ra đem ra đem vô đem ra đem vô, thử ra bây giờ cái sô cô la nó không có được như ban đầu á. Trời ơi, nó sệt như bóng ruốc vậy nè, trời ơi, thất bại là mẹ đập con. Vì vậy nên bây giờ tôi đổi phong thủy, tôi bỏ vô cái nồi bự hơn với lại cái sô cô la mới đó, cho nó coi nó có ra cái giống ồn gì không. Không ra thôi bỏ, thật quá. Trời đất ơi, là trời, cái tô nó rung, người ta tưởng nó đồ quánh nhạc đi chay không á. Lên bây giờ đổi sô cô la mới thì thấy nó tan hơn, vì có nghĩa là cái sô cô la kia là do tôi nấu đi nấu lại xong để vô tủ lạnh á, nên thành thứ này nó mới bị như vậy. Trời ơi, biết lúc đầu ta lấy cái sô ra để ta nấu luôn cho rồi chứ nó khỏe không, ngồi đợi cho nửa tiếng 45 phút mệt muốn chết luôn. Ủa, người ta nè sánh miệng không đó. Chảy ra nước nè, trời ơi, còn cái quỷ yêu kia như món ruốc gì hết trời. Bây giờ tôi sẽ lấy, ủa sao lấy ra ta, nó rồi sao lấy ra ta. Cái đất kia luôn rồi, nhìn cũng này kia kia nọ quá trời luôn nè. Thôi trời ơi, ơi răng. Nó chua quá à, hình như bỏ ít sữa quá sao á. Cái kem này, cái kem mắc nhất trên thế giới, biết sao không? Dâu này được làm dâu và dâu tôi nhân giống 1 tỷ 1 trái. Sô-cô-la này là để 7749 ngày trong tủ lạnh rồi, đâu có đơn giản mà làm được cái kem như vậy. Không có ai mà tìm được cái loại kem mà đặc biệt như vậy hết trơn á. Ăn vô một cái là tối bắn khó bông, 3 ngày 3 đêm chưa hết.